Hôm nay mình bắt cóc được một bé Gen Z 2K3 để xem bé này đã phẫu thuật những gì nha. Em tổng dạ, em làm dạ, hết bao nhiêu tiền? Dạ su su khoảng nửa tỷ chị, nửa tỷ chị, nửa tỷ chị em nữa. Em kể dạ mũi là 100, dạ vâng, miệng thì 20, dạ cầm thì 30. Dạ còn về body nóng bỏng như thế nào? Dạ 200. Ngực em có làm không? Dạ ngực 100 ạ. Ôi trời, nãy giờ là lá số luôn, không biết là bao nhiêu, là xương xương hơn nữa. Dạ tỷ, đúng nửa không? Tỷ. Gu của em là cái gu như thế nào? Chị thấy cái gu em nó hơi khác lạ so với những bạn em khác, thích gu tây. À em thích gu tây, em thích cái body nó phải nóng bỏng vào. Dạ đúng rồi, đó, đúng rồi. Có một cái động lực to lớn nào để mà em thay đổi cả từ trên xuống dưới như vậy? Tại vì đơn giản là em đam mê cái đẹp. Đam mê cái đẹp. Và từ khi nào là em bắt đầu suy nghĩ đến việc là mình sẽ thay đổi? Từ lúc em biết tới mọi người, em biết tới bệnh viện của mình thì tầm em theo dõi thì trong vòng một tuần thôi là em đã quyết định làm rồi. Một tuần thôi? Dạ. Cho chị rất gặp rất là nhiều khách hàng họ phải theo dõi đến tầm 1-2 năm, thậm chí là có người theo dõi 4-5 năm vẫn chưa có dạ động lực để mà đi làm. Em theo dõi một tuần thôi là dạ đi. Chỉ một tuần thôi là quyết định. Đúng đi là Gen Z thời nay phải nói là nghĩ một cái là làm liền, dám nghĩ dám làm, mà cái đó chính là cái quyết định để mà mình có gọi là có đạt được cái mục tiêu. Dạ đúng rồi. Chứ nếu rồi như mình cứ chần chừ thì sẽ không bao giờ không bao giờ được, đẹp được hết. Không bao giờ. Em ở Dubai thì em làm công việc gì? Dạ em có nhà hàng Việt Nam. Có nhà hàng Việt Nam ở bên đó. Dạ. Và em quản lý nhà hàng luôn hay sao? Dạ em quản lý. Cô chủ này chắc là cô chủ nhà hàng nóng bỏng nhất Dubai rồi. Chị nghĩ là em sẽ khi mà hỏi em là hở bạn đến từ đâu chẳng hạn, em bảo là ô em Vietnamese rồi. Vietnamese girl của mình là sẽ lên tầm một đẳng cấp dạ, mới. Dạ đúng rồi, đúng không em? Dạ chính xác. Em có một cái gửi gắm hay là một cái truyền động lực nào đến các bạn thế hệ Gen Z để mà các bạn gọi là sao ta có cái suy nghĩ dám làm như em hay không? Em muốn gửi gắm tới các bạn là nếu mà mấy bạn muốn bản thân mình hoàn thiện hơn, đừng có lúc nào cũng cứ xem rồi ngắm nhìn người khác, cứ mạnh dạn mà xem rồi mình đi làm đẹp rồi. Dạ mình đúng rồi, mình phải chạm tới nó thì mình mới có được kết quả được. Hay, mình phải chạm đến nó thì mình mới có được kết quả được. Đó là một cái suy nghĩ mà phải nói là chị phải thán phục em luôn á. Tại vì đôi khi chị làm cái gì chị cũng phải chần chừ suy nghĩ rồi đắn đo tới lui, không có dám quyết định được.